Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ bà, 102 tuổi, vẫn làm quản lý lớn. Tiết lộ bí quyết sống thọ, sống khỏe, đặc biệt. Ở tuổi hơn 100, cụ bà Deborah Sekeli đã làm một công việc quản lý tại một khu nghỉ dưỡng lớn. Nhờ thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh và lạc quan, bà Sekeli mở ra một resort Rancho La Puerta ở California, Mexico cùng với người chồng quá cố của mình vào tháng 6 năm 1940 và làm việc tại đây cho đến nay. Cụ bà này vẫn rất minh mẫn, có thể quán xuyến một công việc một cách chỉn chu và chưa từng có ý định nghỉ hưu. Cụ bà chia sẻ rằng có một số lời khuyên để có được một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc, khỏe mạnh. Một trong những chìa khóa để mà sống lâu, theo như bà tiết lộ, đó chính là tập thể dục. Không quan trọng bạn tập bài tập gì, bộ môn gì, một điều quan trọng là bạn phải thúc đẩy bản thân mình hàng ngày và thực sự tận hưởng trong việc tập luyện. Cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên, mồ hôi thì đổ xuống, bà nói. Bà Scanny cũng giữ trình chế độ ăn uống rất lành mạnh, tuân thủ thực đơn pescarian diet. Người ăn theo chế độ này thì không sử dụng thịt đỏ, thịt gia cầm. Thay vào đó, họ sẽ ăn nhiều cá và ăn hải sản. Thuật ngữ pescarian được đặt ra vào những năm 1990. Đó là một sự kết hợp giữa ăn cá và ăn chay trong tiếng Ý. Theo như các tài liệu khoa học, thì chế độ ăn pescarian diet sẽ đem lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ vào thực phẩm lành tính, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì và những vấn đề sức khỏe khác liên quan đến thịt. Những omega 3 trong cá béo như là cá hồi, cá thu giúp giảm màng bám tích tụ trong động mạch, giảm tỷ lệ mắc nhịp tim không ngược đều, hay người ta vẫn gọi là rối loạn nhịp tim. Nguồn thực phẩm mascari đều là hữu cơ, được bà tự trồng ở ngay trong vườn nhà mình. Dù vậy thì bà có thái độ khá là thoải mái với những loại đồ ăn chưa lành mạnh khác như là kem hay là cà phê. Người phụ nữ trăm tuổi này luôn luôn cố gắng sống tích cực, bất chấp những bất ổn ở trên toàn cầu. Trên thế giới thì luôn có rất nhiều vấn đề xảy ra suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Đôi khi bạn chẳng thể làm gì được đâu. Khi mà lo lắng, bạn sẽ có nhiều nỗi bận tâm hơn, bà Skelly đã nói. Bà cũng không nhìn lại quá khứ của mình nhiều, cho rằng nhìn lại quá khứ lãng phí thời gian, bởi vì chả ai giải quyết được những điều đã xảy ra rồi. Skelly sống trong hiện tại và năng nổ tham gia vào những hoạt động, công việc trong cộng đồng. Bà cho biết điều này là rất quan trọng đối với người cao tuổi. Tỷ lệ người sống đến 100 tuổi ngày nay càng ngày càng tăng trong dân số của Mỹ. Theo dự đoán của Cục Điều tra Dân số, sẽ có khoảng 109.000 người trên 100 tuổi sống ở nước này vào những năm 2023, tăng so với 65.000 người cách đây 10 năm. Một phần là nhờ tiến bộ về y học và sức khỏe cộng đồng trong nhiều thập kỷ. Theo nhiều chuyên gia ước tính, sẽ có khoảng 20% dân số sẽ có cấu trúc di truyền giúp cho họ sống đến 100 tuổi nếu mà có những thói quen lành mạnh và nhất quán. Đơn cử là tập thể dục, sử dụng caffeine, rượu vừa phải và có quan hệ nồng ấm, tin cậy. Nữ triệu phú người Mỹ tiết lộ 5 cách kéo dài tuổi thọ tự nhiên. Anien Manium là một nữ triệu phú, đồng thời là một chuyên gia hiệu suất, ưu tiên việc tập thể dục nặng, uống nhiều nước, ngâm mình trong đá lạnh và ngủ đủ giấc sâu để kéo dài được tuổi thọ cho mình. Anien Manium là một người tiên phong trong việc tạo ra những bài tập luyện mang phong cách Pilates. Sau khi bán thành công doanh nghiệp Sodicar với giá là 88 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái,
cô đã dùng kiến thức chuyên môn của mình trong lĩnh vực thể dục để phát triển một lịch trình tập luyện nhằm tối ưu hóa sức khỏe và tuổi thọ. Myleum mở một cửa hàng SolidScore đầu tiên vào năm 2013 sau khi tham gia một lớp học Pilates và ngay lập tức nhận ra tiềm năng của bộ môn này trong việc thay đổi cách mọi người tập luyện. Là một vận động viên, cô ấn tượng bởi các cách và những bài tập có tác dụng vô cùng hiệu quả, nhẹ nhàng. Sử dụng những động tác chậm, thách thức để mà xây dựng sức mạnh, trái ngược với những bài cardio hay là những bài HIIT, khiến cho cơ thể người ta toát mồ hôi, thở hổn hển. Myleum hiện đang chuyển hướng sang mục tiêu là ưu tiên về hiệu suất và sự trường thọ. Cô pha trộn các bài tập luyện, đầu tư vào quá trình hồi phục đối với những thói quen như là tập luyện sức mạnh, ngủ đủ giấc và những ứng dụng công nghệ chống lão hóa. Myleum đã nói, cô muốn duy trì được sức khỏe và sự trẻ trung càng lâu càng tốt. Bắt đầu với mỗi buổi sáng với gần 4 lít nước. Myleum khởi đầu một ngày mới bằng việc uống khoảng 3,8 lít nước để cho cơ thể được hydrat hóa ngay từ sáng sớm. Cùng với một ly cà phê và cập nhật tin tức từ báo chí, cô coi rằng uống đủ nước là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày. Cô tin rằng duy trì lượng nước là rất cần thiết, là một yếu tố then chốt để giúp tinh thần người ta thoải mái, minh mẫn, cơ thể thì được khỏe mạnh. Dù là nhu cầu nước hàng ngày có thể biến đổi tùy theo hoạt động và điều kiện cụ thể của mỗi người. Ngâm mình trong nước lạnh hàng ngày. Là một người tiên phong trong lĩnh vực tuổi thọ, Myleum ủng hộ một thói quen, đó chính là ngâm mình trong nước lạnh. Đây là một xu hướng rất phổ biến hiện nay. Mỗi ngày ngâm một lần, Myleum ngâm mình trong nước đá khoảng 8 độ C trong vòng 5 phút. Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng, ngâm mình trong nước lạnh đem lại nhiều lợi ích như là tăng cường trao đổi chất, giảm đau cơ, cải thiện sức khỏe tinh thần. Dù là không dễ để mà giữ vững được kỷ luật trước cái lạnh cắt da của nước, nhưng mà sự khoảng khoái từ endorphin sẽ khiến cho mọi khó khăn trở nên xứng đáng. Myleum đã chia sẻ việc này, mang lại cái cảm giác tuyệt vời, thử thách ý chí và tinh thần của chúng ta. Liệu pháp ánh sáng đỏ. Một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc sức khỏe tại nhà của Myleum đó chính là liệu pháp ánh sáng đỏ. Đây là một công cụ công nghệ cao được liên kết lại với lợi ích chống lão hóa và hỗ trợ phục hồi. Phương pháp này không hề rẻ. Myleum cho biết tấm đệm liệu pháp ánh sáng đỏ toàn thân sẽ có giá khoảng 10.000 USD, tương đương 255 triệu đồng. Nhưng mà cô sẵn lòng đầu tư vào những lợi ích tiềm năng, tiếp nhận được những kiến thức chiến lược chăm sóc sức khỏe với một quan điểm không thử thì làm sao biết. Công nghệ này bắt nguồn từ các thí nghiệm của NASA về việc chữa lành vết thương cho các phi hành gia. Nghiên cứu hiện tại về liệu pháp ánh sáng đỏ còn rất là phức tạp, với những bằng chứng ban đầu cho thấy việc triển vọng trong việc chữa lành mô và giảm viêm. Chúng được đánh giá là an toàn và sử dụng, nhưng mà vẫn cần thêm nghiên cứu, theo Tony Sullivan Sinek đã nêu. Nâng tạ nặng và chạy nước rút. Mỗi một ngày, Myleum đã dành 90 phút để rèn luyện thân thể với những bài tập đa dạng, nhằm chống lại mục tiêu của quá trình lão hóa, nâng cao hiệu suất của cơ thể. Cô đặc biệt chú trọng vào những bài cải thiện kỹ năng cho môn bóng chuyền bãi biển, một trong những niềm đam mê của mình. Mỗi bài tập, mỗi hoạt động đều được cô lựa chọn và thực hiện với mục tiêu rõ ràng. Myleum đã nâng cấp phương pháp tập luyện của mình, không chỉ sử dụng máy chạy bộ để tiêu hao calo nữa. Bây giờ là cô bắt đầu bổ sung những bài tập chạy nhanh, giúp cải thiện đáng kể tốc độ và sức mạnh cơ bản. Cô duy trì lịch trình tập tạ đều đặn 5 ngày trên một tuần, không có hề e ngại trước những bài tập đòi hỏi sức mạnh lớn như là dead rows, bài tập nâng tạ giữ lấy đất lên hông, hay là leg press, bài tập đẩy tạ bằng chân trên máy. Myleum còn thực hiện lunger, là một bài tập bước dài và hạ người xuống sao cho đùi trước song song với sàn, với trọng lượng khoảng 36 kg. Quan niệm rằng phụ nữ không nên tập tạ bởi vì lo ngại chấn thương hoặc là sợ cơ bắp phát triển quá mức là một hiểu lầm đã tồn tại từ lâu.
Trong thực tế thì việc tập tạ mang lại rất nhiều lợi ích, bao gồm việc tạo ra vóc dáng, dẻo dai, thể thao. Tập luyện sức mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, mà còn giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Việc mà xây dựng cơ bắp đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, không có đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Mỗi một lượng cơ bắp vừa phải không chỉ giúp cơ thể trở nên linh hoạt hơn, mà còn giúp cho cơ thể con người ta luôn tràn đầy sức sống, năng lượng, hoạt động mạnh mẽ. Giấc ngủ. Một yếu tố không thể thiếu trong thói quen hàng ngày chính là ngủ đúng giờ, đủ giờ. Không cần phải thiết bị phức tạp hay là thủ thuật đặc biệt, cô đều đặn ngủ từ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm và luôn luôn tuân thủ giấc ngủ đi từ 9 đến 10 giờ tối. Nếu có lúc đi ngủ muộn thì việc ngủ bù giấc ngủ là cần thiết. Quá trình phục hồi là được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, giấc ngủ là một yếu tố quan trọng. Bạn có thể kiểm soát để cải thiện sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến xây dựng cơ bắp, giảm cân lẫn sức khỏe tinh thần và tuổi thọ. Do đó, dù có sử dụng bao nhiêu thực phẩm bổ sung, công nghệ hay là lịch trình tập luyện phức tạp, tất cả không thể nào thay thế việc nghỉ ngơi đầy đủ được, ăn uống lành mạnh và duy trì những thói quen khỏe mạnh cơ bản của con người.